ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa. Xuân thắm tươi em tung bay cao biết trời, vui sướng đi cao tiếng ca mừng reo. Đừng để lòng thôn thức tình mê đắm, ta sẽ vui đời xuân thắm tươi. Xuân thắm tươi em tung bay cao biết trời, vui sướng đi cao tiếng ca mừng reo. Đừng để lòng thôn thức tình mê đắm, ta sẽ vui đời xuân tươi. Vui sướng đi cho đời tươi sáng, vui sướng đi cho đời thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân huy hoàng muôn tiếng ca, hát vang và lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân huy hoàng muôn tiếng ca, xuân từng đường. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui xuân. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa. Xin mời tất cả quý vị đồng hương, Phật tử và quý thiền sinh, chúng ta đứng lên làm hai dãy đối mặt nhau và chúng ta cùng chắp tay để cung thỉnh chư tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm chánh điện. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2016, Thiền viện Phổ Môn tổ chức buổi lễ thất niên. Chúng con xin được cung kính giới thiệu đến đại chúng Hòa Thượng Viện Chủ Thiền viện Suối Từ Thích Thông Hội. Ni sư Viện Chủ Thiền viện Phổ Môn Thích Diệu Thiện. Và đi chúng của Thiền viện Phổ Môn Thiền viện Suối Từ, sư cô Phổ Nguyệt, sư cô Phổ Trí, sư cô Phổ Tấn. Cùng sự hiện diện của toàn thể quý Phật tử, quý thiền sinh. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý vị đồng an tọa. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, quý thiền sinh, chương trình buổi lễ tất niên xin được phép bắt đầu với diễn văn khai mạc và chúng tôi xin được mời thiền sinh Tuệ Đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, thiền sinh. Hôm nay nhân ngày tất niên, chúng con thành tâm đốt nén tâm hương
dâng lên Tam Bảo, lên quý thầy, quý sư cô, lòng biết ơn chân thành và nguyện suốt đời phát tâm hộ trì Tam Bảo. Chúng con được biết và cảm nhận rằng quý thầy đã suốt mười mấy năm qua từng bước khai thị cho chúng con biết được nhân quả, nghiệp báo, biết rõ khổ đau và con đường giải thoát khổ đau. Điều quý giá nhất là nhận ra khả năng giác ngộ nơi chính mình. Quý thầy Phổ Mô và Suy Từ cũng hướng dẫn chúng con biết phát tâm cầu giác ngộ, tinh tấn tu học, công phu, công quả. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng con chuyển được nhiều nghiệp chướng, mở được mắt tâm, biết rõ lối về, không còn khổ đau, lầm lạc như trước. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chúng con phước mỏng, nghiệp dày nên rất khó độ. Mỗi người chứa một kiểu, nhưng quý thầy vẫn từ bi, không hề bỏ chúng con. Có khi chúng con lầm mê nhiều quá, không hiểu lời thầy khai thị. Ngược lại, cho là thầy không hiểu mình, trách thầy. Phải mất một thời gian, chúng con mới nhận ra những lầm lẫn của mình, sau đó trở lại cảm ơn thầy. Nguyện từ nay tinh tấn ngồi thiền, thắp sáng nội tâm, để thấu suốt rõ vấn đề, công phu, công quả, để chuyển nghiệp, không chạy theo lời nói thầm trong đầu nữa. Kính thưa thầy, cho dù chúng con thế nào đi chăng nữa, mỗi người một tật, thầy vẫn từ bi khai thị và hướng dẫn không bỏ sót người nào. Chỉ vì chúng con mê muội tự bỏ thầy đi mà thôi. Hôm nay, nhân mùa tất niên, chúng con đồng phát nguyện, tinh tấn tu học, cùng nhau mang tinh thần giác ngộ này đến mọi người. Và nguyện từ nay, dấn thân hết lòng, phát triển ngôi Phổ Môn mới, để tạo duyên cho nhiều người về tu học. Đó cũng là đền ơn quý thầy, đền ơn Tam Bảo, và hồi hướng cho cha mẹ, cũng như muôn loài chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo. Xin Tam Bảo chứng minh cho lòng thành phát nguyện của chúng con. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ đây, chúng con xin trân trọng tuyên bố khai mạc lễ tất niên Tân Mùi. Xin cảm ơn Thiền Sinh Tuệ Đức. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được trình bày những hoạt động và những thành quả của Thiền viện Phổ Môn trong năm 2015 vừa qua. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý đồng hương, Phật tử và quý thiền sinh. Chúng con đại diện Thiền viện Phổ Môn xin được phép trình bày tới quý vị những sinh hoạt và thành quả Thiền viện đã đạt được trong năm qua. Trước hết, Thiền viện có những chương trình dành cho đại chúng. Chủ nhật hàng tuần có lớp thiền trị liệu thân tâm từ 9:30 đến 10:30 sáng và pháp thoại từ 11:00 đến 12:30. Tối thứ 3, 4, 5 có những khóa thiền từ căn bản đến nâng cao. Tối thứ 6 có lễ sám hối giúp mọi người nhận ra lòng chấp và chuyển hóa nghiệp chướng. Thiền viện duy trì khóa tu một ngày hàng tháng từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều, được hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Mỹ. Thêm vào đó, có những khóa tu từ 3 hay 5 ngày giúp thiền vinh có cơ hội thực tập thân đâu tâm đó để nhận ra gia tài vốn sẵn có nơi chính mình. Và cũng có những chương trình dành cho tăng ni. Mỗi thứ hai, thiền viện đóng cửa, dành thời gian tu học, thực hành thiền sâu hơn với sự trực tiếp hướng dẫn của thầy. Mỗi năm, Thiền viện Phổ Môn kết hợp với Thiền viện Suối Từ có hai khóa an cư kiết hạ và kiết đông, được sự cúng dường thức ăn của thiền sinh. Năm 2015, mái nhà Phổ Môn đã lần lượt đón hàng trăm thiền sinh Việt và trên 100 thiền sinh bản xứ gồm nhiều chủng tộc, không những ở Houston, các tiểu bang ở Hoa Kỳ mà tận Việt Nam, Canada, Úc, Anh về tu học. Trong đó đã có 11 thiền sinh Việt và 7 thiền sinh bản xứ phát nguyện quy y Tam Bảo.
Chương trình thanh thiếu niên ngày càng lớn mạnh. Số học sinh từ 30 em trong năm 2014 đã tăng lên 100 em trong năm 2015. Thiền viện Phổ Môn đã tổ chức trại hè cho các em vào tháng 6, chương trình Tết Trung Thu, buổi rửa xe gây quỹ vào tháng 8, hướng các em đến tinh thần biết cho đi là sẽ nhận về. Thành lập nhóm phụ huynh, chịu trách nhiệm những buổi ăn trưa cho đại chúng mỗi chủ nhật để có cơ hội trao đổi, giúp đỡ nhau trong việc tu học và áp dụng những lời dạy của Thầy vào trong cuộc sống hàng ngày để hiểu và trợ duyên cho con em mình. Về thông tin, năm 2015, Thiền viện đã in 3.000 cuốn đặc sang Tâm Giác Ngộ gửi đến tất cả mọi người và có nhiều chương trình Việt, Mỹ trên các đài phát thanh, đài truyền hình nhằm giới thiệu Thiền viện và tinh thần giác ngộ đến mọi người như đài Mỹ Houston, KPFT, đài Việt Face TV, đài BYN, Ven TV, Sài Gòn Network TV và Sài Gòn Radio 900 AM. Tham gia hội chợ Vedic Farm Market, tham gia hai lần gian hàng chợ đêm của cộng đồng ở Hồng Kông 4 nhằm giới thiệu tinh thần tu học Phổ Môn và nến động nằm thắp sáng nội tâm đến mọi người và đóng góp cho ngân quỹ phát triển của Thiền viện. Nhiều chương trình, thông tin của Thiền viện Phổ Môn trên YouTube, Facebook, website tạo điều kiện cho nhiều người biết về đường lối tu học của Thiền viện Phổ Môn. Hệ thống trợ thính để nghe và thông dịch trực tiếp trong những buổi pháp thoại. Bên cạnh đó, ban ẩm thực hương sen góp vào ngân quỹ của Thiền viện khoảng 1.500 đô mỗi tháng. Nến động nằm được làm từ tấm lòng rộng mở và an tịnh của quý sư cô và thiền sinh cũng góp vào ngân quỹ khoảng 2.000 đô một năm. Vườn rau tự trồng ở thiền viện được dùng cho thực phẩm hàng ngày và quý thiền sinh cũng dùng. Chương trình gara sale vào tháng 10 và thành lập quỹ tiết kiệm tỉnh thức. Khi có lợi ích cho bản thân, gia đình và phát tâm mang niềm vui và tinh thần giác ngộ đến cho cộng đồng, thì nhiều thiền sinh đã thỉnh cầu thiền viện tổ chức đêm tiệc chay 40 bàn ở Phổ Môn vào tháng 4 và buổi tiệc chay gây quỹ 110 bàn tại nhà hàng Kim Sơn vào tháng 10 vừa rồi và quyên góp được trên 500.000 Mỹ Kim với sự ủng hộ giúp đỡ của các thiền sinh, Phật tử, đồng hương ở khắp mọi nơi. Thiền viện Phổ Môn đã mua được đất mới rộng 9 mẫu nằm trên đường Dora Land, thành phố Sugarland. Đất mới đã đang được khai phá, dọn dẹp và tu sửa cơ sở mới để đầu tiên đưa vào hoạt động trong năm 2016. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương, Phật tử và quý thiền sinh, trên đây là những sinh hoạt và thành quả của Phổ Môn trong năm 2015. Chúng con thành kính tri ân Thầy Phổ Môn Thích Diệu Thiện và Thầy Suối Tường Thích Thông Hội đã hướng dẫn và quý sư cô đã trợ duyên cho chúng con trên con đường tu học hướng dẫn đến tâm giác ngộ. Chúng con xin chân thành cảm tạ sự phát tâm hết lòng của quý vị đã đóng góp công sức, thời gian, tịnh tài để mái nhà mới Phổ Môn được thành tựu. Thiền viện Phổ Môn mong mong được đón tiếp tất cả mọi người cùng về tu học và giúp đỡ mái nhà Phổ Môn được lớn mạnh để có thể mang được niềm vui đến cho nhiều người. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý vị, đó là những sinh hoạt và những thành quả nhỏ lớn của Thiền viện Phổ Môn. Xin quý vị một tràng nó tay để chúc mừng. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời Thuyền Sinh Tuệ Hải sẽ lên thưa với chư tôn đức tăng ni và quý vị dự án xây dựng phát triển ngôi Phổ Môn trên đất mới cho năm 2016. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa các Phật tử và thiền sinh. Con thiền sinh Tuệ Hải được thầy cho phép lên đây có đôi lời về tương lai phát triển của Thiền viện Phổ Môn. Trước hết thì con xin tri ân thầy suốt 12 năm qua đã khai đường chỉ lối cho chúng con nhận ra khả năng giác ngộ về chính mình. Nhờ đó gia đình chúng con có niềm vui, tiếng cười. Chúng con nguyện tinh tấn tu học để thấu suốt những
lầm mê và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Không những thế, quý thầy và quý sư cô và những thiền sinh đàn anh đàn chị đã tạo dựng và duy trì phát triển hơi phổ môn, tạo nên cái duyên cho chúng con trở về tu học. Chúng con nguyện nói tiếp tâm nguyện độ sanh của thầy, phát tâm tu học, chung vai gánh vác cùng thầy xây dựng phát triển ngôi nhà giác ngộ, để không phụ ơn quý thầy để hướng dẫn và ân tâm bảo. Kính thưa bạch thạch và bạch thầy, kính thưa quý vị, tháng 11 vừa qua phổ môn đã mua được miếng đất gần 9 mẫu với chiều sâu và không gian thông thoáng. Khi bước vào thì lòng người sẽ rộng mở. Miếng đất yên tĩnh nằm bên cạnh đường Highway 6 sẽ là nơi thiền sinh về tu học để sớm nhận ra tâm giác ngộ của chính mình. Thì từ đó đến nay, cứ vào cuối tuần thì thầy và các thiền sinh đều đến miếng đất để thực hiện công việc khai phá. Công việc khai phá gồm hai phần chính. Phần thứ nhất là phá các bụi cây cỏ, cắt thấp cỏ xuống để có một cái nhìn tổng thể để làm một cái master plan. Phần thứ hai là phá những cái phần hư hỏng bên trong và rửa sạch cái middle building để sử dụng cho công việc sau này. Đến nay thì phần khai phá xem như hoàn thành, và năm 2016 sẽ có những cái dự án đặt nền tảng đầu tiên cho những sinh hoạt phổ môn trên đất mới. Dự án thứ nhất là bao gồm những công việc bên ngoài như xới đất, tận diệt tận gốc những bụi cây dại, san bằng để có thể duy trì bằng những xe cắt cỏ thông thường. Thứ hai là sửa lại hệ thống xe buýt tăng, cái hệ thống này thì đã lâu không có sử dụng. Thứ ba, sửa lại hệ thống giếng nước để có thể sử dụng lâu dài. Thứ tư là san bằng, đổ thêm sỏi để làm cái parking lot cho những cái sinh hoạt sau này. Cái chi phí dự trù cho cái dự án bên ngoài này là khoảng 20.000. Các thiền sinh phổ môn đã làm cái chương trình vé số trước là để giới thiệu phổ môn đến mọi người. Thứ hai là tạo kinh phí để xây dựng trên cái để làm cái chương trình này. Và nếu như số tiền còn lại quý vị ủng hộ thì sẽ được chuyển vào cái dự án thứ hai. Dự án thứ hai là sửa chữa và nâng cấp cái middle building, làm cơ sở đầu tiên cho thiền viện phổ môn, cho trung tâm thiền giác ngộ. Middle building có diện tích là 2.500 square feet và được xây dựng thành 2 tầng, nâng tổng diện tích sử dụng lên là 5.000 square feet. Bao gồm trong đó gồm thiền đường, phòng sinh hoạt cho các em nhỏ, văn phòng, phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng ở cho quý thầy và quý sư cô. Một điều may mắn là mình đã có sẵn cái foundation, mình đã có sẵn những cái khung xung quanh, và mình đủ duyên có một Phật tử thuần hành đã phát tâm đứng ra xây dựng. Mình chỉ trả công thợ và những chi phí khác, thì kinh phí dự trù của cái dự án này là từ 100 đến 150 ngàn. Một lát nữa thầy phổ môn sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết về dự án này và hy vọng sẽ khởi công sớm. Chúng ta sẽ dời sang đất mới để sinh hoạt. Kính thưa quý vị, ngôi Tam Bảo phổ môn được có mặt trên 12 năm, được quý thầy từ bi hướng dẫn, đã làm lợi ích cho bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình hạnh phúc, cha mẹ con cái hiểu nhau, người người phát tâm cầu giác ngộ, chắc chắn là một mảnh đất tốt cho chúng ta gieo trồng phước duyên. Chúng tôi mong quý Phật tử, quý thiền sinh, những người cùng phát tâm đóng góp tạo dựng nên ngôi phổ môn mới để cho nhiều người về tu học. Một lần nữa con xin chân thành tri ân quý thầy phổ môn, thầy Sư Từ, quý sư cô đã hết lòng hướng dẫn chúng con. Chúng con nguyện tinh tấn tu học, hộ trì Tam Bảo, và xin Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho chúng con. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin cảm ơn Thiền sinh Tuệ Hải. Và để tiếp tục, chúng con xin kính cung thỉnh sư cô Phổ Nguyện, sư cô Phổ Trí đại diện cho quý sư cô lên tri ân thầy và phát nguyện dấn thân phát triển ngôi nhà giác ngộ. Exactly and precisely guiding us. Each time you interact with us, it is so fresh and it is so exactly based on that person at that moment in a way that could never be planned or borrowed or reused.
all with the complete dedication to help each person break through our thick layers of ignorance. Dear Quý Thầy, we cannot thank you enough for your endless and unlimited dedication. From the early morning all the way to the meetings that run late at night and even beyond, I know that every moment you only focus on how to help more people to wake up. At the end of this year, I vow and we vow to dedicate ourselves to realizing the awake within, to wake up, to help develop this center and bring this message to as many people as possible because the world needs it so much. May our dedication to this goal be as strong as Quý Thầy's dedication to helping all people wake up. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Một Phật đại tử chúng con xin thành kính cúng dường Quý Thầy tặng phẩm Phật để tỏ lòng tri ân của chúng con đối với Quý Thầy. Xin chân thành cảm tạ sự tri ân của quý sư cô đến quý thầy. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin mời hai em Brian và Jayden là đại diện cho nhóm thanh thiếu niên, nguyện để đại diện cho nhóm thanh thiếu niên lên tri ân thầy và nguyện đem thiền ứng dụng vào trong cuộc sống để không phải là nỗi bận tâm của sư phụ, thầy cô và cha mẹ. Mời hai em nằm lên đường giải hai. Dear Zen Masters, monks and nuns, parents and students, my name is Jayden, and I'll be representing my class, grades 1-6. First of all, we would like to say thank you to the Zen Masters for teaching us meditation and how to be happy. From the classes, I've learned about stress and how I get it, and now I'd like to share a story. The other day, I shared with my mom that I've been getting frustrated lately because my friend has been bragging about how good he is at a Rubik's Cube. I said, from the classes, I've learned how to recognize that, and I noticed that I wanted to be better than him. And because of the classes, I was able to recognize that. So my goal for this year is to continue learning meditation and learning how to be more happy. And again, I would like to thank the Zen Masters, monks and nuns, and parents for teaching us about meditation and how to be happy. Dear Zen Master, monks and nuns, teachers, students, and parents. My name is Ryan, and I'm representing my Sunday class grades 7 and up. I want to start by saying thank you. Most importantly, our Zen Master for her teachings to us. I want to thank Gopal Jen for sharing her knowledge with me and putting up with me in class. And I want to thank my mom for taking me to this place. And the adults in the kitchen for cramping their food. This whole year, the most
memorable lesson I learned was meditation and how it can help you overcome obstacles and bring you back to your original state. My goal for the new year is to understand more about myself and keeping calm and try to understand who I really am. My goal for the new year for Sunday school is to comprehend more deeply about what Gopher Chan is teaching me about meditation. I also want to try to embrace happiness for me and everyone else around me, to build more positive and try not to get lost in my thoughts and repeating old negative habits. Thank you, Zen Master, monks and nuns, teachers, parents, and students, once again for all your support. Và để tiếp tục chương trình, đây sẽ là sự tri ân thầy và phát nguyện dấn thân phát triển ngôi nhà giác ngộ. Xin mời đại diện của các thiền sinh Mỹ, thiền sinh Tuệ Mãn, và đại diện của các thiền sinh Việt, thiền sinh Tuệ Quán. Dear Thái, dear Thái. Chào buổi sáng. Good morning. A perfect day to wake up. Yes. Yes. I'm Tuệ Mãn, and I'm deeply honored and sincerely humbled for the opportunity to speak for the Thursday English speaking class. We're very, very grateful, eternally grateful, for the opportunity to wake up and be truly happy. We are shown the path to awake by the compassionate Zen Master, Tai, who has traveled the path alone and has vowed to meet anyone and everyone to awake. From our hearts, we thank you for your active guidance, encouragement, and above all, hope. Thank you. Asukos, go for men, go for tree. Thank you so much for being Thai's voice when she's unable to be with us. In her absence, your sharing and understanding is greatly appreciated, along with your experience. And your dedication inspires us all. Thank you. Thank you to the Sangha, not just the English Sangha, but the entire Sangha, for the support and encouragement that you receive from sharing and listening. We all greatly benefit from this interaction. Thank you. Personally, I'm grateful for the many benefits that I've received through the practice. And above all, I'm grateful for the understanding that these benefits are greatly welcome and appreciated. They're just steps along the path, and that we never want to lose sight of the goal, and that is to be awake. And the understanding of that is what drives us forward in our along the path to become awake. I thank you. Some of the accomplishments of the Thursday night class, there are many, and I probably will miss a number of them, but for the most part, we contribute at the individual and small group level. Many of us volunteer in an assortment of ways and support the functions and events. Some of these events, retreats, outreach programs, local markets. We actually contribute on the class level, whether it's in support or I actually deal with the Sunday healing in my class. So, these are some of the ways that we contribute.
Other examples, you know, I have mentioned that many of us will come for working meditation on various times of the weeks, and support by bringing materials or operations or perhaps food, other contributions as such. A couple highlights. We mentioned was the Tuesday night, they call it meetup, but it's Introduction to Meditation. The Fong Chun initiated this this effort, and lately six of the Thursday night students have joined her in leading this Tuesday night class. So a very accomplished and a good success. As well, the Sunday morning youth program, a number of people contribute to that, certainly Suko Fon Wen, Kofo Chen, and Fonim in particular put a lot of effort into the Sunday class. I think the last example I'd like to discuss or talk about would be Twain launched a weekly radio spot on KPFT. Her and Kofo and Len lead that every week, and it's a very successful outreach to the general public. As of yet, as a group, we've not done any project or launched anything as a group. As I mentioned, a lot of individual and small groups, and I think that's a direction that we want to kind of be thinking about in the future, is to do something like that. And along those lines, for the new year, I would suggest that perhaps we do something in the line of generating funds for the new property. Develop, execute programs, events to share the message of awake. Assume some more operational duties around the center, perhaps to lessen the load and allow our teachers to be teaching more instead of doing things that might not be in line with that. So sharing the message more. Personally, my vow for the new year is to share this message. And it will go something like, we do not have to accept the notion that stress is unavoidable, a normal part of our living. It's just life. That's not true. Stress is created by our thinking false minds, by our perceptions, by our assumptions, and by our illusions. We all have the ability to be truly happy, truly free, and everything we need, we carry with us at this moment. No one can do this for you. You have to take the journey yourself to awake. However, the Universal Door, the Meditation Center, our Zen Masters, our teacher, and our Sangha will guide and support us through this journey, the journey to awake. Thank you. Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch quý thầy, kính thưa quý sư cô, thấm thoát mà đã tròn một năm kể từ ngày con chính thức bước vào con đường tu tập tại Thiền viện Phổ Môn. Một năm trôi qua với những tháng ngày được nghe quý thầy giảng pháp và khai thị, được quý thầy và quý sư cô hướng dẫn từng bước tập thiền và khuyến khích làm công quả, con đã dần dần hiểu thấu và nhận ra thế nào là ôm chấp dẫn đến phiền não và mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Một năm với những tháng ngày công phu thiền tập,
con đã bắt đầu để ý, để nhận biết được những diễn biến nơi nội tâm của mình. Từ đó không còn tin vào cái tâm lầm mê cố chấp của mình nữa. Không để tâm lầm chấp đó dẫn mình đi tiếp qua những thăng trầm khổ vui liên tục. Thật là đầy đủ nhân duyên và phước báu. Nên chỉ mới một năm theo quý thầy và quý sư cô mà con đã thay đổi thật nhiều, vì đã biết sáng suốt, bình tĩnh khi sự việc xảy ra, đã biết nói năng, hành xử nhẹ nhàng hơn ngày xưa. Cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn khi con đã dần dần làm chủ được sự suy nghĩ của mình. Có được thành quả hôm nay đều là từ một quá trình dày công cứu giúp, dạy dỗ trong suốt một năm dài của quý thầy và quý sư cô. Trên con đường tu tập một năm vừa qua, không sao tránh khỏi những giây phút cái tôi lầm mê của con thêu dệt vẽ vời, khiến con bị vấp váp, lùng bùng tâm trí. Quý thầy và quý sư cô vẫn thương, vẫn kiên nhẫn hướng dẫn khai thị để con ngày càng sáng tỏ hơn. Đã có cơ duyên gặp được thầy hướng dẫn rồi, con nguyện cố gắng không phí phạm thời gian nữa, cố gắng nỗ lực hơn nữa để cho con có sự tỉnh giác luôn luôn, cố gắng tu tập để không phụ lòng quý thầy và quý sư cô, cố gắng cùng sánh bước chung tay với tất cả các thiền sinh để phát triển và duy trì thiền viện, nhằm mang lại tinh thần giác ngộ đến với tất cả mọi người, để mỗi người, mỗi gia đình cùng có được niềm vui miên viện trong cuộc sống. Con nguyện sẽ nhớ mãi lời thầy nhắc nhở, phải phát tâm cầu giác ngộ giải thoát để trở về với ánh sáng giác ngộ, để những u mê lầm chấp, định kiến tan vỡ, từ đó mở ra con đường thênh thang, đầy ánh sáng dẫn đến hạnh phúc thật sự ngay nơi chính mình. Để tỏ lòng tri ân quý thầy và quý sư cô đã dìu dắt hướng dẫn, gia đình chúng con xin cúng dường trai tăng nhân dịp lễ tất niên hôm nay. Kính mong quý thầy và quý sư cô nhận nơi đây lòng biết ơn của gia đình chúng con. Xin thầy mình cảm ơn và rất là cảm động sự chia sẻ của gia đình thiền sinh Tuệ Quán, và cũng mong là tất cả các gia đình thiền sinh cũng sẽ được niềm vui tiếng cười của gia đình của anh chị. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin kính mời đại diện của thiền sinh
thiền sinh Phổ Chân và thiền sinh Phổ Ân để dâng vật phẩm cúng dường đến chư tôn đức tăng ni để tỏ lòng tri ân. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa quý thiền sinh, con tên là Phổ Trân. Hôm nay Phổ Trân xin đại diện cho những thiền sinh ở đây. Trước tiên là Phổ Trân xin cảm ơn quý thầy đã luôn luôn hướng dẫn con đường giác ngộ cho chúng con. Con rất là cảm ơn quý thầy là tìm mọi cách để giúp chúng con đường này. Con biết là có khi những thiền sinh mới hoặc là thiền sinh cũ ở đây, khi mà những thiền sinh theo thầy học được mà hiểu được những gì thầy dạy thì mỗi thiền sinh sẽ được những cái lợi ích rất là nhiều. Thí dụ con thấy là những thiền sinh bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn, hiểu gia đình nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và ít giận, ít buồn, ít cãi nhau. Thì mấy cái điều đó là những cái mà con thấy giống như là tới với mình liền. Thì càng đi sâu thì con thấy là trên đường giác ngộ là một cái con đường rất là sáng suốt, rất là hay. Chúng con nguyện là sẽ tiếp tục tới thiền điện nhiều để nghe quý thầy dạy thêm ở trên con đường này. Và chúng con cũng nguyện là sẽ tới cúng dường nhiều để bắt đầu develop những cái activity cho cái center mới, để cho những người xung quanh mình như là những người mình quen bắt đầu biết về thiền điện nhiều hơn và như là biết về cái con đường này, để cho mình bắt đầu sống vui mãi mãi. Riêng Phổ Trân thì Phổ Trân có những cái nguyện là tiếp tục develop những cái activity cho youth program. Tại vì đối với Phổ Trân á, là cái program đó cho mấy đứa em á, rất là hay. Tại vì khi mà Phổ Trân bắt đầu thấy được những cái lợi ích trong cuộc sống của Phổ Trân á, Phổ Trân một cái ý đầu tiên á, là wow, Phổ Trân wish á, là hồi Phổ Trân còn nhỏ có ai dạy được Phổ Trân những cái điều này. Một cái nguyện nữa của Phổ Trân là làm sao mà giúp được những người Mỹ biết về cái con đường này của thầy dạy. Thì con sẽ cũng tới nhiều để theo thầy, theo sát thầy, để cho thầy hướng dẫn cho con làm sao mà con reach out được cho những cái người Mỹ mà những người all over the world để hiểu biết về cái đường đi giác ngộ này. Thì con cũng muốn là develop những cái activity cho cái center mới để cho những người all over the world có một nơi để tới để học chung với nhau, biết thiện chung với nhau, chứ lại biết cái con đường giác ngộ này. Phổ Trân như là quý thiền sinh xin cảm ơn quý thầy để luôn luôn giúp chúng con làm sao mà giác ngộ để sống được vui. Thì hôm nay Phổ Trân đại diện cho quý thiền sinh là có những cái cúng dường, cái quà để tặng cho thầy, tặng cho quý thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. We'll be right back.
Xin quý vị một tràng pháo tay tán thưởng. Xin cảm ơn cả các bạn. Kính thưa quý vị, lòng tri ân thật ra là sự đáp trả của những gì chúng ta nhận được trong cuộc sống. Từ nãy tới giờ, tất cả chúng ta đây đã chứng kiến, đã thấy các vị lên trước mặt các thầy của mình để nói lên cái lòng tri ân của họ, để cảm ơn các vị thầy đã cho họ, ban cho họ những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và thiết nghĩ trong xã hội này, cuộc sống này, nếu chúng ta có thật nhiều những lòng tri ân thì sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu phần toàn thể quý vị. Và để tiếp tục chương trình, chúng con xin cung thỉnh ni sư thiền viện Phổ Môn Thích Diệu Thiện có đôi lời đến với tất cả đại chúng. Trước tiên là sư xin tri ân tất cả tấm lòng của quý vị đối với quý thầy, quý sư cô. Bởi vì nếu chúng ta có được niềm vui, có được hạnh phúc, thì chúng ta mới thể hiện được cái niềm tri ân. Thành ra đó là cái niềm vui nhất mà sư thấy được quý vị đã có. Và hôm nay trong ngày tất niên, tôi có đôi lời muốn tâm sự với đại chúng. Ở trong cuộc đời của sư từ nhỏ tới lớn, cho tới ngày hôm nay, có hai lần bỏ và hai lần lấy. Quý vị có biết bỏ cái gì mà lấy cái gì không? Hai lần bỏ đó là lần năm 18 tuổi, đã từ bỏ cái thế gian này để đi xuất gia, mong tìm ra được cái khả năng giác ngộ để chính mình. Và lần bỏ thứ hai là khi đến Mỹ, rời Mỹ năm 30 tuổi, đi vòng quanh thế giới, bỏ tất cả sau lưng để với một tâm nguyện là tìm ra cái giác ngộ thật sự để chính mình và mang cái giác ngộ đó chia sẻ cho cuộc đời. Đây đó là hai lần từ bỏ. Còn hai lần lấy cái gì? Sau khi đã tìm ra cái gia tài giác ngộ cho chính mình, thì lấy là lấy cái nỗi khổ của chúng sanh. Sư đã phát nguyện đi vào cuộc đời này, tất cả chúng sanh nào đau khổ, thì sư phát nguyện là đón quý vị và từng bước khai thị cho quý vị nhận ra khả năng giác ngộ của chính mình. Đó là lần lấy thứ nhất để mở thiền viện Phổ Môn này. Và 2015 là lần lấy thứ hai, bởi vì ngôi thiền viện Phổ Môn này quá nhỏ, chúng sanh thì đau khổ quá nhiều, nơi đây không đủ chỗ để chứa, để đưa chúng sanh đến đây để mà thoát khổ. Cho nên một lần phát nguyện lấy là mở một cái trung tâm rộng lớn hơn để đón được nhiều thiền sinh về tu học, để có được niềm vui trong cuộc sống. Vậy là hai lần bỏ là bỏ mình, như hai lần lấy là lấy chúng sanh. Hôm nay sẽ có tâm sự với đại chúng để hiểu được cái tâm nguyện của mình. Và sư chỉ một lòng
mong nhiêu đó thôi. Ngày nào còn có mặt trên cuộc đời này là ngày đó giúp chúng sanh hết khổ, hết lòng lên, nhận ra khả năng giác ngộ cho chính mình. Bởi vì đời mình đã bỏ rồi thì không có cái gì để phải thắc mắc nữa hết. Chỉ nếu có thắc mắc là ngày nào còn chúng sanh đau khổ là ngày đó việc của mình chưa có xong. Mình sẽ tiếp tục độ sanh cho đến ngày nào không còn chúng sanh đau khổ. Đó là tâm nguyện của bản thân. Và sư biết rằng trong suốt thời gian qua khi hướng dẫn đại chúng tu học, bởi vì con đường giác ngộ không phải dễ, cho nên đôi khi đại chúng có thể nghe mà không nhận kịp. Nhưng cái điều mà sư nhận thấy rằng đại chúng cũng rất là kiên nhẫn để từng bước lắng nghe, từng bước nhìn lại mình, từng bước thực tập để mở ra cái nội tâm của mình một cách thanh thản, tự do tự tại. Và sư biết rằng có nhiều người tiếp tục và có nhiều người dừng, nhưng biết rằng cho dù có dừng đi chăng nữa thì ai trong chúng ta cũng biết rằng ngôi phổ môn ở đây là nơi giúp cho mọi người hết khổ sống vui. Cho nên rồi quý vị cũng trở về đây để tiếp tục tu học hướng đến cái con đường giác ngộ. Và kính thưa quý vị, năm 2016 sắp đến, phổ môn bắt đầu mở ra một cái thiền viện rộng hơn, lớn hơn, để có chỗ cho nhiều người về tu học. Sư ước mong rằng nếu tất cả chúng ta hiểu được cái tâm tư và nguyện vọng của sư, cũng như những năm qua sư đã sống và làm việc như thế nào, xin quý vị mỗi người một bàn tay, một tấm lòng tiếp sức để xây dựng ngôi nhà phổ môn được lớn mạnh, có chỗ cho nhiều người về tu học. Làm được như vậy có nghĩa là mình đã đền ơn Tam Bảo, đền ơn thầy tổ, đền ơn cha mẹ của mình, và nguyện đi trọn con đường giác ngộ. Ước mong đại chúng chấp thêm đôi cánh cho tâm nguyện của sư được thành tựu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ, những tâm sự và những lời dạy bảo quý báu của Ni Sư Thiền Điện Phổ Môn. Và bây giờ chúng con xin kính cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Suối Tường có đôi lời chúc mừng đến Phổ Môn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Coi như tất niên năm nay là tất niên của Phổ Môn năm thứ 13 rồi. Nhưng mà theo thầy chứng kiến từ xưa tới giờ đó, thì cái tất niên của năm thứ 13 của Phổ Môn là một cái bước chuyển mình rất là trọng đại. Mà đây là một bước tiến, cũng như nãy giờ đó, nhìn thấy và lắng nghe cái sự thành tựu của Phổ Môn rất là nhiều lớp và nhiều bước. Cái lớp thứ nhất mà đáng mừng là thành phần nồng cốt của Phổ Môn, đó là sư cô Phổ Nguyện, sư cô Phổ Trí và sư cô Phổ Tánh. Đây là ba sư cô nồng cốt đã tin và hành sâu tâm nhân quả, đã tâm giác ngộ và phát nguyện dấn thân hết sức mình để đem cái con đường giác ngộ này đến cho tất cả cộng đồng, đến cho tất cả đại chúng. Đây là cái điều đáng mừng đầu tiên và đáng tán thán. Quý vị cho rằng ta và cái bước chuyển mình thứ hai cũng là đáng tán thán nữa, đó là nội trong năm 2015 này
Phổ môn có rất là nhiều hoạt động, nhiều khóa tu, những khóa tu cho người lớn, những khóa tu của trẻ em, những khóa tu cho người Mỹ và những cái hoạt động khác là ngoài cộng đồng, là cũng nhằm đem cái tinh thần giác ngộ này đến cho tất cả mọi người. Đây là cái điều cũng đáng tán thán nữa. Thầy xin quý vị một tràng pháo tay. Và cái điều đáng tán thán thứ ba nữa là chứng tỏ rằng cái sự trưởng thành và phát triển con đường giác ngộ. Đây cũng là cái điều, một cái bước rất là quan trọng và đáng mừng của Phổ Môn. Bởi vì con đường giác ngộ này trải qua nhiều năm, thì đến đây, đến cái thời điểm này, đã có nhiều người tin nhận, đã có nhiều người hành trì được, và có nhiều người phát tâm để mà đem con đường giác ngộ này đến ngoài cộng đồng, đến ra ngoài thế giới. Thì đây là cũng là cái bước tiến rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà đến đây, cái chỗ này là cái chỗ đánh dấu nè. Bởi vì khi mà mọi người mà tới mà tin nhận có con đường giác ngộ này rồi, và Phổ Môn mà trở nên chật, Phổ Môn cũ mà trở nên chật đó, thì chứng tỏ rằng con đường này nó phát triển sao. Đây là một bằng chứng rõ ràng. Và một cái bước tiến thứ hai nữa là khi mà nhận ra được cái chỗ này không còn đủ chỗ cho mọi người về để mà tu học, để mà có những cái buổi lễ lớn, thì một bước tiến nữa là có một cái miếng đất mới để chúng ta nội trong năm 2016 này. Chúng ta hy vọng rằng Phổ Môn mới sẽ có mặt ở trên cái miếng đất mới, và trên cái thiền điện mới Phổ Môn đó sẽ dung chứa được nhiều người hơn, là cơ hội để cho nhiều người về đi con đường giác ngộ, và nhờ đó nhiều người sẽ chuyển hóa được những cái làn mê của mình, đem về cho chính mình, cho gia đình của mình, cho cộng đồng cái niềm an vui, cái niềm hạnh phúc, cái sự vững vàng, một bước tiến vững chắc cho tương lai. Và đây là một cái điểm triệu hòa bình của thế giới. Đây là cũng là cái bước mà đáng tán thán nữa. Quý vị xin chào. Và để kết thúc thì thầy cũng nhấn mạnh rằng năm nay là cái năm mà Phổ Môn có nhiều cái tiến triển rất là quan trọng. Như quý vị thấy hồi nãy, như các em, ngay cả các em cũng biết đứng lên cảm ơn quý thầy, cảm ơn thiền viện. Và mà khi một người mà biết cảm ơn như vậy thì là sao? Nhận được cái gì mới cảm ơn, phải không? Các em có ích lợi, biết mình là có ích lợi rồi mới cảm ơn. Đó, thì từ người lớn cho tới người nhỏ đều biết tri ân thiền viện, tri ân Tam Bảo, tri ân quý thầy. Đây cũng là cái điều mà tất cả chúng ta đều phải tin nhận, đều phải thực hành. Bởi vì sống trong cuộc đời mà nếu mà mình không biết ơn thì nó, điều này thầy nói nhỏ, người mà biết ơn nó chưa trưởng thành. Quý vị phải không? Ví dụ như ngay cả hồi đời, hồi nhỏ quý vị học không? Mình đứng dưới bóng mát một tàn cây cũng biết cảm ơn cái tàn cây đó cho mình được bóng mát. Mình uống một cái giọt nước cũng biết cảm ơn cái giọt nước đó chứ, phải không? Thế nó uống nước nhớ kẻ gì? Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước thì nhớ nguồn. Đó là cái bài học căn bản của cái người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng. Thành ra thầy thấy rằng Phổ Môn từ sau 13 năm, đây là cái bước trưởng thành rất là vững chắc của Phổ Môn. Và trong cái mùa tất niên năm nay, chúng tôi xin tán thán cái công đức của Như Sư Phổ Môn, và tán thán quý sư cô Phổ Nguyện, Phổ Trí, Phổ Tánh, và tán thán quý vị thiền sinh của Phổ Môn đã đang phát triển cái con đường giác ngộ này một cách vững vàng và
rất là rộng rãi. Nam mô Phật cũng như Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin cảm ơn những lời chúc mừng của Hòa Thượng Thích Tông Hội. Và kính thưa toàn thể quý vị, như chúng ta nãy giờ được nghe các vị thầy của mình chia sẻ về những cái tâm tư. Và Lan Thi cũng xin phép nhắc lại là Lan Thi thấy Thượng Tọa Hòa Thượng Thích Tông Hội có 4 lần 8 tháng. Lan Thi xin phép Hòa Thượng cho Lan Thi nói lên điều này với cái tâm nguyện của Ni Sư Thích Diệu Thiện là mang đến cái lợi ích thật nhiều cho thật nhiều người, để mọi người nhận ra mình có cái tâm giác ngộ, và từ đó chúng ta sẽ vững bước trên con đường giác ngộ, bỏ bớt những lầm mê trong cuộc sống. Và cái tác đồ mà Ni Sư và các thiền sinh vừa vẽ ra thì Lan Thi nhận thấy rằng nó rất là to lớn và còn rất nhiều việc chúng ta còn cần phải làm, rất nhiều khó khăn mà chắc chắn không có sự ủng hộ, giúp đỡ, phát tâm của tất cả quý vị đồng hương Phật tử và tất cả quý vị thiền sinh tiếp tục ủng hộ phát tâm, thì chúng ta sẽ rất lâu và rất khó để hoàn thành được cái mơ ước, cái nguyện vọng của Ni Sư. Như vậy thì xin phép Hòa Thượng cho chúng con tán thán công đức của tất cả những người đã cống hiến cho bước đường phát triển của Phổ Môn. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Ni Sư. Và kính thưa quý vị, xin cảm ơn rất nhiều thì giờ quý báu của quý vị đã bỏ ra. Phần đầu của buổi lễ chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp. Và sau đây chúng tôi xin mời Thiền sinh Tuệ Đức lên để đọc lời cảm tạ đến tất cả quý vị. Xin mời Thiền sinh Tuệ Đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là lời cảm tạ của ban tổ chức. Buổi lễ tất niên đến đây đã hoàn mãn. Một lần nữa, thiền sinh chúng con thành kính tri ân Thầy Phổ Môn, Thầy Suối Từ, quý sư cô đã khai đường chỉ lối cho chúng con nhận ra khả năng giác ngộ nơi chính mình để không còn khổ đau. Chúng con nguyện từ nay phát tâm tu học, cùng nhau dấn thân lo cho Tam Bảo, phát nguyện cùng quý Thầy, quý sư cô và quý thiền sinh xây dựng ngôi nhà giác ngộ để có chỗ cho nhiều người về tu học. Đó cũng là đền ơn Tam Bảo, đền ơn Thầy Cô. Nhân đây, thiền viện chúng tôi xin cảm ơn những thiền sinh, Phật tử đã phát tâm đóng góp tình tài, tịnh vật cho buổi lễ, cũng như đóng góp trong công trình xây dựng ngôi Phổ Môn mới. Đồng thời, thiền viện cũng xin cảm ơn những tấm lòng của tất cả quý vị thiền sinh trong những thời gian qua đã âm thầm, trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ cho thiền viện. Dù là rất nhỏ, thiền viện cũng xin chân thành cảm niệm thâm ân. Buổi lễ không sao tránh khỏi những sơ sót. Kính xin chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị dung thứ cho. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thank you.